quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp trước búp bê tinh nghịch này cho các bạn xem. Búp bê này nó cũng mới về Việt Nam thôi, chơi rất là lạ độc. Con búp bê này cảm biến bằng tiếng vỗ tay, cảm biến bằng tiếng vỗ tay ấy. Vỗ tay cái là nó hoạt động, nó sẽ hát lên. Sau đây mình sẽ mở hộp trước theo style cho các bạn xem. Vậy mình sẽ mở hộp trước con búp bê Gangnam Style cho các bạn xem chơi như nào nhé. Lớn chơi được rồi. Đây, sau đi là có 3 phụ đi. Đây, bắt 3 phụ đi kìa. Đi bắt 3 phụ đi kìa. Đi bắt. Xong. Chúng ta muốn chơi thì chúng ta bật công tắc ở dưới đi lên. Đó là bình thường này. Và khi chúng ta vỗ tay cái này nó sẽ mở ra. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Thank you.